giờ vô khách mời đã tới hết rồi nha cả nhà, chuẩn bị vô làm lễ nha cả nhà. Đó, khách mời tới đầy đủ hết rồi nha. Mẹ. Đó, hôm nay mình biết sẽ làm MC nha cả nhà. Của chúng ta sẽ có một bài văn khi mà mình sự kiện, nhưng mà ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, là một cái dịp cho tất cả các chị em trong cộng đồng của chúng ta, cũng như tất cả những người anh chị em gần xa đã yêu mến người Việt của quê hương. Và bây giờ thì mình tiếp xin bắt đầu một chương trình kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Vào ngày 25 tháng 7, 35 năm trước, có một người phụ nữ phúc thọ và rất là hiền lành đã hạ sinh một cậu bé, và gia đình đã đặt tên cậu bé tên là Nguyễn Tân Pháp. Và trong thời gian một người đi lớn lên thì còn nhỏ nhỏ, cậu bé rất là khó nuôi, cho nên là ông và cha mẹ đã đặt cho cậu bé một cái biệt danh, đó là Cu Đen. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian phát triển và lớn lên, cũng trải qua rất là nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống, đúng như là hoàn cảnh đã không làm đi cái nghị lực sống của em, ngày càng cố gắng phát triển hơn, không ngừng cố gắng và luôn luôn chơi đợi bản thân mình. Và trong thời gian gần biết đến, người đi bắt đây em cũng hôn nha cả nhà, tham gia một chương trình hoa hậu Miss International Việt Nam 2020 và đã có một thí sinh rất là duyên dáng, nhiều năng lượng và luôn luôn tích cực, đó là Trúc Thắng Miss International Queen Việt Nam 2020 đã mang đến cho chúng ta một người vợ đẹp tên là Vũ Thu Phương. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày mừng sinh nhật của người đẹp Vũ Thu Phương. Và bây giờ mình tiếp tục mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về phía chính, cùng dành một tràng vỗ tay lớn thật nồng nhiệt chào đón vợ đẹp Vũ Thu Phương. Đặc biệt, tôi cũng thương cho số 2.
ấn tượng của tôi là con số 2212 vì năm 2012 là năm tuổi sự nghiệp được qua đến ra đời, và đó là cho những chị em cộng đồng cái sự đi của tôi có những cuộc gặp gỡ giao lưu và học hỏi. Chính vì thế mà cái chữ vương tư tự tin vì tôi là chúng tôi là người cộng đồng cho bộ cái đó. Rất là tận tâm nha cả nhà. Thank you.
về Phú Trường. Hôm nay Phú Trường rất là đẹp nha, với Lại Linh nha cả nhà. Chị Nhiên nữa. Chị Nhiên nữa, trời ơi, chị Nhiên mấy ngố nha cả nhà. Cô bé mấy ngố. Đó, cô bé mấy ngố. Đó, Nhiên mảng cầu nha cả nhà. Đó, giờ bên kia sẽ mở màn nha cả nhà.